Mạnh Thị Linh đây. Rồi rồi Bác được rồi rồi không? rồi rồi okay. Thầy chú chào con, chúc mừng con đã lên trên xe của anh Dương lên chính mình. Cảm ơn anh, cảm ơn nhiều nghe. Cứu một mạng người là thấy là vui rồi, cứu được mạng người là thấy vui rồi. Rồi bây Đó, giờ bác sẽ con cảm ơn mấy chú đã giúp con. Rồi rồi tụi chú là phải giúp cho ai mà báo là phải giúp người Việt Nam. Việt Nam mình phải thương lẫn, yêu lẫn nhau chứ đâu có bỏ bê chi, đúng Như thế. không? Đâu bỏ bê. Nói chung Chiều là nay em sẽ lấy vé đưa bé vô Sài Gòn thì sẽ bảo bé lên chỗ các anh, gặp các anh. rồi 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 nói chung là Có ủa chỗ bé ở trong nó giấu bé trong khách sạn, nó giả dạng là văn phòng luật sư này, văn phòng công an này, rồi là văn phòng môi giới. rồi Cái trường hợp này theo như anh, các anh có đưa lên cộng đồng mạng không? sao Có đưa cái đưa trường đưa hợp lên của em này không? Có đưa đưa lên không? đưa lên đưa lên cảm ơn anh là nhiều nhất nè ha. Nói chung ra là ở đây là có gì mốt là chuyện gì hay điện cho anh để cứu giùm ha. Nói chung Ok, mà trong là đó việc gì ngoài mấy cửa khẩu miền Bắc cái Móng Cái hoặc là Lạng Sơn là không lấy được cái điện cho qua ngoài này. nói chung Ok, lúc nào là đây sẽ làm cho anh nhé. cái này hay quý là ủa rồi nó có đòi bồi thường tiền gì không? Nó đòi 200 triệu nhưng mà cái này thì em sẽ xác minh với công an, vì thứ này là em còn bé còn một cái giấy ly hôn của bên Trung Quốc thì nó không đòi tiền được. Với ly hôn được rồi, có với ly hôn phải không? Đó, có giấy ly hôn. Với hôn là ngon lành rồi, tiền bạc gì nữa? Ly hôn rồi tiền bạc gì? Nó lừa mà. Mấy này nè, mấy đòi tiền là ai vậy? Cò hay là bên chồng đó? Đây là bọn này là bọn cò, bọn bọn cò Việt Nam. Cò Việt Nam phải không? Cò Việt Nam mà mấy đứa này em biết chúng nó, bọn này là bọn môi giới với bọn dân xã hội mà. Với xã hội hả? Rồi rồi bữa rồi kỳ này chắc tôi ra gặp anh Chiến quá, kỳ ra gặp anh Chiến để hợp tác giúp cứu mấy đứa công dân Việt Nam gì về phải không, cần Trung Quốc Việt Nam chứ. Hôm nay là thấy anh làm giúp cho đại học sĩ Minh Hải là nhiều vụ rồi, rất là cảm ơn thiệt, thành ra cảm ơn. Chi phí vụ này dân của bé phải chi, chắc phải chi trả tầm 20 triệu. Rồi rồi để đi coi rồi để tôi bàn với anh em cái kêu kêu bà bé về đây có gì về đây coi hoàn cảnh làm sao phải không, rồi để hoàn cảnh làm Ok. sao. Sẽ sắp xếp cho gặp các anh đó. Rồi về đến đâu, Ok, chào. về đến thành phố Hồ Chí Minh hay là về đến Bình Dương? Chắc cha để em cho về Bình Dương đi. Rồi 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 bây giờ bé có nói gì, có đôi lời nói đi để đưa đưa lên cảm ơn sao rồi. Nói bé Con nói bé cảm ơn mấy chú đã giúp con. Trời Trung Quốc chị Việt Nam phải không? Dạ. Rồi rồi để đi cậu chú để coi coi có gì con làm quê ở đâu. Con quê ở Kiên Giang á. Rồi 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 có gì cho con về đến Bình Dương thì tụi chú sẽ tính ha. Rồi 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 cảm ơn anh Dương lên chính mình nha, cảm ơn. Rồi 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 Ok. rồi bye 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 Chào dâu. rồi rồi bye bye Ok nha. Rồi.